của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM. Mỗi lần nghĩ tới cái lỗi lầm ngày xưa mà tôi đã gây ra cho cô, cho thằng Phát, đã có nhiều lúc tôi suy nghĩ tại sao tôi có thể sai trái như vậy được. Nó lớn tới mức mà khi cô nhìn tôi, ánh mắt của cô vẫn còn đầy nỗi oán hận. Tôi biết là mình sai, cho nên tôi xin lỗi cô. Tôi thật lòng xin lỗi cô. Và tôi cứ nghĩ có một cách nào đó, khi gặp được cô có thể cho tôi một cơ hội được không? Cơ hội? Ý bác là cơ hội gì ạ? Có rất nhiều ngày thấy thằng Phát nó cứ ngồi một mình, nó im lặng hàng giờ, nó buồn lắm. Nó buồn suốt bao nhiêu năm qua và cho đến bây giờ cũng vậy. Tôi cứ nghĩ là tại sao mình làm mẹ mà để cho con mình cứ sống trong cái nỗi đau khổ đó. Khi nhìn thấy con mình như vậy thì tôi cũng đã phải khổ sở. Tôi nghĩ là ước ao làm sao cho nó có được hạnh phúc. Bác à? Dạ, tôi nghĩ là hay là cô và Phát không ai có ràng buộc gì hết, hai người có thể về chung một nhà được mà. Tôi biết là cô sẽ rất ngạc nhiên tại sao tôi lại nói điều này. Có những lúc tôi ngồi ở trong cái ngôi nhà, tôi thấy tất cả mọi thứ đều trống trải. Đáng lý là ở cái tuổi này tôi phải có con, có cháu tề tựu chung quanh, làm sao tôi có được cái hạnh phúc đó. Tôi chỉ xin là cô có thể bỏ qua tất cả những lỗi lầm ngày xưa của tôi, gia đình mình đoàn tụ, đó là nguyện ước lớn nhất của tôi. Tôi chỉ mong được như vậy thôi. Hay là chị cho bà già đó cơ hội đi. Hả? Em nói cái gì? Em nói chị cho bà là chị lấy anh Phát đi, rồi cái chị làm dâu của bả, cái chị vô nhà bả, chị canh cơ hội để trả thù. Muốn ăn đòn hả? Không, em nói thiệt đó. Chỉ có chị về nhà bả chị ở, chị mới tìm được cơ hội để trả thù bả. Giống như ngày xưa bả đối xử tệ với chị cứ trả thù hết cho em. Đó, giống như con My bây giờ đối xử với chị thôi. Là sao? Em... Chị không thấy chứ em thấy rồi đó. Em thấy con My bắt... Em thấy con My bây giờ bắt đầu xuất chiêu rồi đó. Giống như là gươm tuốt ra khỏi vỏ. Sạc! Nó chuẩn bị sạc. Không tin thì thôi, em chỉ cảnh báo chị thôi. Em muốn My với chị gây nhau hay sao mà nói như vậy hả? Chứ gì nữa, con My bây giờ dạo này nó hay cãi chị lắm, đúng không? Thật sự là anh vẫn không hiểu sao em nói với cả mẹ anh như vậy. Em nghĩ sao thì em nói vậy thôi. Em nghĩ cái gì mà bảo mẹ anh làm hòa với cả mẹ chú Phát? Em có biết là... Chuyện trước đây thì em không biết, nhưng chuyện bây giờ thì em biết. Em biết cái gì? Em nói đi, em biết cái gì nào? Em biết mẹ cô đơn, em biết mẹ cũng cần có một người ở bên cạnh. Em... Mẹ nói mẹ coi em như con gái, đã là con gái thì em có tư cách xen vào chuyện này, có quyền lo nghĩ cho mẹ chứ. Em đừng có suy bụng em ra bụng mẹ. Anh chưa bao giờ nghe thấy mẹ anh nói như vậy hết. Anh nghĩ mẹ sẽ nói mấy chuyện này hả? Không bao giờ. Vậy thì em đừng có tà là anh. Còn anh đừng có vô tâm. Em vô tâm lúc nào? Anh chả bao giờ vô tâm hết. Em cười cái gì? Em cười anh á.
Đàn ông đúng là đàn ông. Mẹ thích ai mà cũng không biết. Nè, ý em là mẹ anh thích ông Phát đấy hả? Thì tự anh nghĩ đi. Không thể nào. Mẹ anh cho tới bây giờ vẫn hận chú Phát vì chuyện ngày xưa. Không thể nào đâu. Vì mẹ còn yêu nên mới còn hận. Chứ nếu không yêu nữa thì đã đơn giản rồi. Nhưng mà bây giờ mẹ đang trong thế khó. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Cho nên mình mới phải giúp mẹ đó. Em thấy thời điểm này là hợp lý nhất luôn á. Cả hai đều đang độc thân, công việc cũng ổn định, con cái cũng lớn hết rồi. Chỉ cần anh không phản đối thì không còn gì cản trở nữa hết. Anh làm vậy á, không phải vì chú Phát mà là vì mẹ. Anh hiểu không? Em nói thiệt hả? Mẹ đồng ý cho tụi mình cưới nhau? Mẹ gọi em tới nhà rồi hỏi là em có muốn trở thành con dâu của mẹ không? Như vậy là sao? Chính em là người nói với anh chúng ta không được quyền đến với nhau. Rồi em đã bỏ đi. Em đòi chia tay. Rồi bây giờ em nói là chúng ta hãy đám cưới nhau đi. Tại sao tất cả mọi chuyện thay đổi nhanh chóng vậy chứ? Rốt cuộc thì em có anh là gì hả? Xin lỗi anh, em muốn trở thành vợ của anh, em muốn được sống bên cạnh anh. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không thay đổi. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Bây giờ thì đúng ý con rồi đó. Chắc là con đang hạnh phúc vui vẻ lắm phải không con? Mình ơi, lẹ lẹ mình ơi. Mẹ ơi, xuống nếm thử tay nghề của con mẹ ơi. Rồi, chút xíu á, xong tôi ra liền. Mẹ ơi, mẹ ra ăn nhanh không có ăn hết á. Nghe rồi. Mẹ ơi, mẹ à. Nhanh nhanh đi. Mẹ sắp xong rồi, chờ mẹ một chút. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM.